Vậy các bạn ơi, bây giờ mình với Thương sẽ đò mặt chính cá tra các bạn ơi. Mới vừa móc lên. Đây để anh em mình coi chế biến món gì các bạn. Rồi dục vô luôn. Đó. Đây, với đây còn cá gì nữa này. Đây. Cá gì các bạn ơi. Trời ơi, bự dữ vậy đó hả? Đâu bắt lên con coi coi. Mạnh dữ vậy hả ta? Đây để bạn Thương bắt lên con cho các bạn xem các bạn. Bự quá. Không bự chạy. Này chắc hả lóc được à, lóc nướng được à. Đó, đây con cá sấu quá trời bự các bạn. Rồi bắt luôn. Rồi hai con nướng đủ không? Hai con mình lóc mình nướng được ha. Đâu còn đúng không các bạn? Cỡ thứ nhiêu ấy mẹ đi rồi này các bạn, hôm nay mình làm cá này mình với bạn Thương mới bắt xong các bạn. Thì bây giờ hôm nay mình làm món cá tàu kiến hấp xả các bạn. Đây bác toàn mấy con cá bự bự các bạn ơi. Giờ mình mới bỏ vào xả một tí nữa sau các bạn, đó hơi sâu lên một tí nữa ha. Hôm nay làm món độc lạ để anh em mình ăn với đại cấp nha các bạn ơi. Sâu lên này cả nhà ơi, giờ thấy ngon ha. Thơm xả các bạn ơi. Các bạn nào mà có từng bắt cá này các bạn có thể đem mình xả lên cái miếng đâm một cái muối ớt cay các bạn ăn rất là ngon các bạn. Rồi để một tí nữa ha, bắt đầu mình sẽ gấp bỏ vào vỉa các bạn. Vào vỉa mình sẽ đem ra ngoài để đại khách các bạn. Món này bữa nay để bạn Thương với mấy anh ở gần nhà các bạn. Đây, đây mình để nắp cho các bạn ơi. Đây, bên đây mình có mới vừa làm một chén xả các bạn. Rồi xả ớt quá ngon các bạn. Tí nữa cá chín mình sẽ bỏ vào ha, cho nó thơm thêm các bạn. Bây giờ bắt đầu mình dở các bạn để coi cá chín nha các bạn. Quá đã thôi các bạn ơi. Trời ơi, giòn quá hấp dẫn quá. Đây các bạn, để bây giờ mình xông đũa thử các bạn để coi nó chín chưa ha. Bắt đầu mình sẽ gấp ra dĩa các bạn ha. Nè bạn, các bạn thấy không, giúp là bạn sơ mà bạn qua thấy nó cái lỗ nó vừa qua cái thịt được các bạn là ăn được các bạn. Đó đây mè mà nha. Rồi bây giờ mình sẽ bỏ cái dĩa nha các bạn ơi. Đây cá bây giờ bắt đầu mình sẽ gấp ra dĩa các bạn. Quá trời đã, nóng quá. Con gà luôn rồi. Quá trời đã. Cá này bây giờ bắt đầu mình đem ra đại khách các bạn. Đây con nữa. Quá trời đã, bự quá. Trời ơi, chín các bạn nên nó hơi mềm các bạn. Đây thêm con nữa. Quá trời đã các nhà ơi. Xả nó xả luôn. Từ từ. Cái gì cũng phải đi từ. Trời quá trời. Quá trời đã các bạn. Bây giờ bắt đầu mình bỏ xả lên. Không say không về luôn. Hey, chén xả nãy mới vừa làm xong các bạn. Đó. Quá hấp dẫn. Rồi bỏ thêm vài con xả lên nữa. Bắt đầu mình sẽ dọn ra các bạn ơi. Thơm quá. Đây còn chút nước lên cho nó tươi tươi giúp con cá kìa. Rồi ra cho bạn Thương ăn trước nha. Bạn Thương quay ra cho bạn Thương nếu thèm nữa là nước súp luôn á. Đây nước này là nước súp luôn nha các bạn. Rồi, mình sẽ múc một chén nước riêng các bạn ơi. Rồi
Rồi, đây, tan nó lên nè. Đây các bạn ơi, bây giờ cá xong các bạn. Nhập tiệc nãy giờ rồi. Bây giờ để ba mình tắp cho các bạn. Bữa nay có mấy chú với mấy anh ở gần nhà các bạn, cũng bình thường. Đó, đâu, đâu, đâu. Quá là lạ luôn các bạn. Đây, ngon quá. Rồi cái đó mà nắp luôn nguyên nguyên thịt cho luôn rồi. Vút vút được không? Cái này mình ăn, cái này mình ăn mình. Đâu, mình thương ăn thử thôi. Dẻ mà dẻ, trong cái ăn dẻ. Thử. Chấm muối ớt nè. Rồi, mình thương. Đây chấm muối ớt các bạn. Quá ngon ớt kia kia. Dài quá dài em. Dài. Rồi chung như lấy cái muối ớt kia chấm chấm vô. Có cái chén để đâm ở trong các bạn. Được quá. Đâm thêm miếng ớt vô nữa. Dài thì dài thôi. Chấm thử thử. Này đặc sản các bạn, món độc mà lạ bạn, kiếm hiếm lắm nha, món này không phải kiếm là có đâu nha. Rồi vô đi bạn Hương, ăn còn cái cùi không vậy nữa hả? mất thẩm mỹ. Lại đúng rồi, cái cùi đây các bạn, cái này chú Úc Trung các bạn, chú mới thành lập kênh YouTube các bạn. Đây các bạn có ấy thì ghé ủng hộ chú Trung các bạn, Úc Trung MT các bạn ơi. Đây, này bạn Thương. Gặp qua ai không? Gặp qua. Giờ bạn Thương đẹp trai các bạn. Tài cao. Đây giờ mình gấp ăn thử các bạn ơi. Đây, quá trời ngon các bạn. Đây, miếng thịt của các bạn. Đó, bây giờ mình chấm cái muối ớt chanh các bạn. Hấp dẫn quá các bạn. Rồi, bây giờ bắt đầu vô các bạn ơi. Cảm nhận cái chanh của anh sao anh? Ủa, đã quá. Quá. Chú Trung thêm ăn miếng cho chú Trung. Để vô chung gấp ăn các bạn xem các bạn ơi. Đâu đây. Giờ chú Úc Trung sẽ cảm nhận các bạn. Đây. Cái lòng kiến của đi này các bạn. Đây Úc Trung gấp chén muối ớt các bạn. Các bạn cũng ủng hộ kênh Úc Trung em mà đi vlog nha. Úc Trung cũng có nữa. Úc Trung dễ thương các bạn. Chơi miếng ớt luôn các bạn. Chung chơi miếng ớt rồi các bạn. Đó. Good 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 good. Ok. Rồi cháu chung ăn ly rượu luôn anh trai. Ăn là bảo uống rượu là đau bụng á. Đó. Chết giúp chung quá. Đây các bạn. Nhìn vui quá các bạn. Thôi bây giờ đến đây mình kết thúc video các bạn ơi. Các bạn ở video mới nha. Đây để ăn một con mát các bạn. Đây các bạn có thấy hay thì đăng ký chia sẻ kênh của mình các bạn. Cho nên mình tìm mình đây.